cách chăm sóc bằng chăn tại nhà như thế nào và vấn đề điều trị bạn đã thật sự quan tâm đến nó. Các dấu hiệu của bệnh chăn đái tháo đường, đau dai dẳng và tê bì bằng chăn có thể tăng lên khi đi bộ. Sưng đỏ bằng chăn, vết chai chăn, chăn bông vải, ngứa hoặc khô, nấm chăn đặc biệt là ở các vùng kẽ ngón chăn, vết thương không lành hoặc lành chậm, thay đổi màu sắc bất thường ở da, cảm giác nóng rát, châm chích, dị cảm, nặng nề hơn nữa là mất cảm giác ở bàn chân. Bàn chân đái tháo đường là hậu quả của một quá trình tăng đường huyết kéo dài. Nó có thể gây ra các biến chứng thần kinh và mạch máu. Đây chính là tiền đề cho các biến chứng bàn chân đái tháo đường, nhất là khi có yếu tố nhiễm trùng kèm theo. Việc máu lưu thông kém sẽ ảnh hưởng đến nuôi dưỡng. Thuốc kháng sinh không thể dễ dàng đến được vị trí nhiễm trùng. Nếu không được điều trị kịp thời, có thể để lại hậu quả nghiêm trọng. Và thậm chí có thể dẫn đến các cục bằng chăn hoặc cẳng chăn. Dự phòng bằng chăn đái tháo đường, quan trọng nhất là kiểm soát tốt bệnh đái tháo đường, theo dõi đường máu tại nhà thường xuyên, tuân thủ điều trị thuốc và thay đổi lối sống tích cực. Mỗi bệnh nhân nên trang bị cho mình một dụng cụ cắt móng chăn riêng và thực hiện sau mỗi lần rửa chăn. Không để móng chăn quá dài, nên cắt móng thẳng ngang, không quá sát phần da và không cắt vào khỏe. Dùng khăn lông mềm lau khô, đặc biệt là vùng kẽ ngón chăn sau khi tắm rửa. Đồng thời kết hợp massage bằng chăn để tăng lưu thông máu. Nên chọn tắt là màn chất liệu mềm, thoáng, chống trơn trượt. Không quá gối, nên mang đường may ra ngoài, chọn giày không quá chặt hoặc quá rộng. Chọn giày có bề ngang nên bằng chiều rộng bằng chăn, bề dày cách ngón chăn dài nhất từ 1 đến 2 cm. Tuyệt đối không tự xử lý các bất thường trên bằng chăn. Thay đổi thói quen. Không được tự ý sử dụng thuốc kháng sinh và kháng viêm khi không có sự chỉ định của bác sĩ. Không nên ngồi tư thế vắt chéo chăn. Không ngồi đứng một tư thế quá lâu vì có thể gây ảnh hưởng tới sự lưu thông máu. Bảo vệ bàn chân khi tiếp xúc với nơi có nhiệt độ quá nóng hoặc quá lạnh. Khi nào cần gặp bác sĩ khi bạn gặp bất kỳ chấn thương nào ở bàn chân? Đau dai dẳng ở bàn chân hoặc cẳng chân. Có vài bọng nước hoặc vết thương. Xuất hiện các vết chai chăn. Việc đi lại gặp nhiều khó khăn.